chuyển động bằng dòng điện một chiều, động cơ điện một chiều với mạch cầu 6 xung B6C. Nếu ta dùng thyristor trong mạch cầu 6 xung B6C thay cho diode như hình, ta có ở ngọn dao một điện áp thay đổi được. Như thế, ta có thể làm thay đổi vận tốc quay của động cơ điện một chiều. Góc mồi sẽ quyết định điện áp một chiều UD alpha ở ngọn dao. Với góc mồi alpha giữa 0 và 90 độ, ta có thể thay đổi điện áp một chiều giữa trị số cực đại và 0 ở hình thứ hai này. Trong trường hợp này, mạch biến đổi dòng điện làm việc như mạch chỉnh lưu. Với góc mồi lớn hơn 90 độ, ta có điện áp một chiều âm UD alpha như trong hình. Trong trường hợp này, mạch biến đổi dòng điện hoạt động như một mạch biến đổi điện DC-AC và động cơ điện một chiều hoạt động với sự vận hành hãm như một máy phát điện. Chúng ta sẽ đến với một nội dung tiếp theo, động cơ điện một chiều trong chế độ vận hành 4 góc phần tư. Theo dõi hình sau, động cơ điện cho máy công cụ hoạt động với dòng điện một chiều thường vận hành và hãm theo hai chiều. Để đáp ứng mục đích này, người ta cần mạch biến đổi dòng điện một chiều. Trong trường hợp này, hai mạch biến đổi dòng điện điều khiển toàn phần được nối song song vào đối đầu. Như vậy, với mạch biến đổi dòng điện đổi chiều, ta có thể thực hiện với sự vận hành 4 góc phần tư. Cả hai mạch biến đổi dòng điện đối song song, nối song song vào đối đầu, không được dẫn điện cùng lúc để tránh xuất hiện dòng điện ngắn mạch giữa các mạch biến đổi dòng. Do vậy, cả hai mạch biến đổi dòng điện được hòa liên động bằng một logic chặn như hình sau đây, ta thấy. Mạch biến đổi dòng điện 1 cho dòng điện chạy qua theo chiều dương, động cơ điện một chiều được vận hành trong góc phần tư thứ nhất và thứ tư. Nếu động cơ quay tải theo chiều phải, chiều kim đồng hồ, nó hoạt động như một động cơ điện và mạch biến đổi dòng điện làm việc như mạch chỉnh lưu. Nếu động cơ hãm lại về phía trái, ngược chiều kim đồng hồ, nó hoạt động như một máy phát điện và mạch biến đổi dòng điện làm việc như mạch biến đổi điện DC-AC. Mạch biến đổi dòng điện 2 cho dòng điện chạy qua theo chiều âm, động cơ điện một chiều vận hành trong góc phần tư thứ hai và thứ ba. Nếu động cơ quay tải theo chiều trái, ngược chiều kim đồng hồ, nó hoạt động như một động cơ điện và mạch biến đổi dòng làm việc như mạch chỉnh lưu. Trong trường hợp động cơ hãm lại và quay theo chiều phải, nó làm việc như một máy phát điện và mạch biến đổi dòng điện hoạt động như mạch biến đổi điện DC-AC. Như vậy, kết luận, mạch biến đổi dòng điện không có dòng ngắn mạch và có thời gian chuyển mạch giữa hai mạch đối song song là vài mili giây.